Cành đào ngày Tết. Ngày xưa, ở phía đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt, có một cây hoa đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào to lớn khác thường, bóng cây che phủ cả một vùng rộng. Cây đào này chính là nơi trú ngụ của hai vị thần Trà và Uất Lũy. Cũng nhờ uy danh hai vị thần đã khiến cho yêu ma khiếp sợ mà dân làng trong vùng có được cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Thế nhưng, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày cuối cùng, khi hai vị thần lên trên thiên đình bẩm báo Ngọc Hoàng về tình hình nơi hạ giới, cũng là lúc mà lũ yêu ma tranh thủ lộng hành, khiến bà con vô cùng khốn đốn. Vì vậy, khi hai vị thần lên thiên đình, cũng là lúc bà con dân làng đóng chặt cửa, không đi ra ngoài suốt 3 ngày, cho đến khi hai vị thần trở lại. Ồ, xem kìa, hoa đào sắp nở rồi kìa. Đúng là hoa đào nở rồi. Vậy là đông qua và xuân sắp tới rồi. Ôi, tôi hiểu điều mà ông đang lo lắng. Đành rằng đông qua xuân tới, cây cối đâm chồi nảy lộc, đất đai màu mỡ để gieo trồng cho vụ mùa mới. Nhưng không biết liệu rằng những ngày cuối năm nay, hai ta đều đã già cả rồi, có đủ sức trông coi nhà cửa khỏi lũ yêu ma quấy phá khi hai vị thần lên chầu trên thiên đình hay không? Lo lắng liệu có ích gì, chi bằng cứ chuẩn bị cho mùa xuân và nghĩ cách đối phó với lũ yêu ma như thế nào dần đi đã ông ơi. Quá là sao cả một năm chờ đợi, lũ yêu ma nhất định sẽ hoành hành khi chúng ta không có mặt ở đây. Chuyện đó đúng là làm khó cho bà con dân làng, nhưng chúng ta không thể không lên thiên đình được. Lấy cho tôi trái bí đỏ, cả chỗ củ cải kia và củ khoai tây nữa. Chào bác vẫn chưa mua sắm được gì sao? Tôi ở nhà đỡ cho ông nhà tôi xem xét lại cửa giả cho chắc chắn. Giờ tôi mới ra đinh. Bác xem mau mau lên mua đồ về đi, không nhanh là tối xuống, hai vị thần lên chầu trời là không kịp trở tay. Dạ tôi biết rồi, vậy chào cô nha. Đã đến lúc rồi, phải lên thiên đình thôi. Đã đến lúc được trở lại mặt đất rồi. Đêm nay là đêm đầu tiên, chúng chắc chắn sẽ rất tác quái. Chỉ cần chúng ta qua được đêm nay thì sẽ đỡ hơn. Ủa, sao bà ấy nóng thế này? Ôi trời ơi, bà ấy bị ốm rồi, chết thật. Bà ấy mê man không tỉnh cả ngày, người càng lúc càng nóng, chẳng ăn được chút nào. Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng qua khỏi được, nhất định phải đi mời thầy Lang về mới được. Không thể đợi thêm được nữa, nhất định phải đi mời thầy Lang thôi. Hy vọng rằng ban đêm trời tối, mình có thể tránh được lũ yêu ma quỷ quái đang lượn lờ ngoài kia. Xem kìa, những con yêu quái có vẻ rất sợ lại gần cây đào và những cánh hoa đào. Phải thử mới được. Con người, bắt lấy. Đúng là bọn chúng sợ cây đào thần này thật. Xin thần linh xá tội cho con, xin phạm một cây đào để có thể xua đuổi ba quỷ, tìm đường mời thầy Lang về cứu chữa cho người vợ con đang lâm bệnh ở nhà. Vậy là nhờ đêm hôm đó, trên đường đi tìm thầy Lang về chữa bệnh cho vợ, mà người đàn ông biết được lũ yêu ma đang lộng hành kia rất sợ cây đào nơi hai vị thần trú ngụ. Nhờ có cành đào mà người đàn ông mời được thầy Lang về cứu vợ. Và cũng từ đó, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, mọi người, mọi nhà đều cố gắng đi xin hai vị thần Trà và Uất Lũy
bẻ cành hoa đào về cắm trong nhà để trừ ma quỷ. Và cũng từ đó, mọi nhà không còn cảnh phải trốn trong nhà như xưa. Tuy nhiên, dần về sau, cành đào tươi thắm vẫn xuất hiện trong mỗi ngôi nhà vào dịp Tết đến xuân về, nhưng ý nghĩa của nó đã khác xa với tục lệ ngày xưa. Vẻ đẹp của nó đã mang lại sự ấm cúng cho mỗi nhà, gieo vào lòng mỗi người niềm vui, niềm tin yêu, hy vọng vào năm mới tốt đẹp. Nhà tiên tri đại tài. Nhà tiên tri đại tài đây, xem vận mệnh, nhìn từ quá khứ, đoán tương lai, xem không đúng xin hoàn lại tiền. Mỗi lần xem chỉ 5 đồng, mãi vô, mãi vô. Có thật ông là nhà tiên tri đại tài xem gì đúng đó không? Cổ nhân xưa nghe tiên đàn mà đoán vận mệnh của cả một đất nước. Ta đây cũng có chút tài mọn, nên muốn giúp đỡ bà con gần xa mà thôi. Nếu ai không tin, có thể lại đây ta xem thử. Vậy phiền ông làm ơn xem vận mệnh cho tôi đi. Bà muốn xem gì thưa bà? Quá khứ, tương lai, chuyện gì cũng được. Ông cứ thử nói cho tôi. Nếu ngẫm thấy đúng à, tôi sẽ trả cho ông tiền. Nhìn dung mạo của bà thế này, chắc chắn bà là người hiền lành, được nhiều người yêu quý. Tiền vận thì có người săn sóc, lo lắng. Nhưng hậu vận thì có vẻ vất vả, số một mình lông đông. À, mà mới đây bà đã gặp một biến cố, một chuyện buồn to lớn của gia đình. Như tàn gia có phải không thưa bà? Phải, phải rồi đó ông. Ông nói đúng quá. Bà quá khen, nhưng mà sắp tới bà cũng nên cẩn thận. Có chuyện gì sao thưa ông? Tiền của thì mang theo thân mình, khéo có họa mất của. Nếu mà mất thật thì cũng cứ coi như là của đi thay người. Mất của ư? Vậy tôi phải làm sao để tránh thưa ông? Thiên cơ không thể tiết lộ. Tôi chỉ có thể đoán trước chuyện tương lai, chứ không có quyền can thiệp vào. Tôi báo trước để bà cẩn thận thôi. Vậy tôi gửi ông trước số tiền này. Nếu như sự việc đúng như những gì ông nói, sắp tới tôi còn lui lại đây nhiều lần nữa. Cảm ơn bà. Lại đây ông Bảo. Vâng, con rõ rồi thưa ông. Một đồng, hai đồng, năm đồng. Cứ thế này chả mấy mà giàu to. Ông này, cứ làm cái nghề bói toán, rồi đến lúc người ta thấy mình nói sai á, người ta lại cho cả tông chi họ hàng đến đánh cho đấy. Không phải việc của bà, mà bà cứ xía vô. Làm cái nghề này là phải có đầu óc tính toán, suy luận logic, chứ không phải muốn nói nhăng của gì đều được. Tôi thấy ông Toàn bịa chuyện thì có. Bịa là bịa thế nào? Người ta nói dựa cột nói leo, nhưng phải có cơ sở logic của nó chứ. Cơ sở với cả logic? Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Hôm nay có một người đàn bà đến xem số mệnh. Tôi chỉ cần để ý quan sát một chút, thấy bà ta đeo tay nải vàng hương, khăn tay thì màu đen, nên đoán rằng bà ta vừa có tang gia. Không cha thì sẽ là chồng. Mình cứ đoán chung chung thế. Mà bà ta phải phục tôi sát đất rồi nôn tiền ra trả à? Thưa ông, thưa bà. Sao? Chuyện ta giao cho mày làm đến đâu rồi? Dạ thưa ông, con đã lén theo bà ta đến tận nhà. Bà ta ở làng Đông, xóm Đoài, gia cảnh y như ông đã dự đoán. Được lắm, hãy cho người bám sát bà ta. Nhân lúc bà ta ra phố không để ý thì giật của bà ta một món đồ. Có như vậy, bà ta sẽ coi ta như vị thánh thần giáng thế. Rồi sau này ta đoán gì bà ta chả tin, lợi dụng lòng tin của bà ta, may mà ta chả moi được món tiền lớn. Trời ơi ông, ông làm như thế khác gì lừa đảo đâu. Đó không phải là lừa đảo, mà là manh lưới làm ăn. Rồi không chỉ có bà ấy, mà còn hàng bao nhiêu người khác cũng sẽ tin những gì tôi nói mà thôi. Hãy
Thưa ông, tôi có tin xấu báo cho ông đây. Ông mau về nhà lo việc. Này cậu trai trẻ, cứ bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Tôi vừa đi qua ngôi làng của ông, nhà ở cuối thôn đa, nghe nói có một đám cháy lớn, mà nhà của ông đã bị thiêu rụi, giờ chỉ còn có đống tro tàn thôi. Thật vậy sao? Trời ơi, tôi đùa ông làm gì? Ông mau về xem có cứu vớt được của cải gì không? Trời ơi, sao lại có chuyện đó xảy ra được? Cháy đâu? Trời ơi, già đời rồi còn mắc bị trẻ ranh. Nó lại còn dám lừa mình, phải cho nó một trận cho hả? Cái thằng này láo quá, mày dám lừa ông không? Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nào có dám lừa ông. Ông tự nhận là nhà tiên tri, nhìn được quá khứ lẫn tương lai, mà lại không biết nhà mình có cháy hay không à? Đúng vậy, sao ông không đoán được trước chứ? Ông ơi, cứu con với! Hôm trước chính ông ta phán tôi bị mất của, nên đã sai người giật đồ của tôi trên phố. May mà đúng lúc đó có em trai tôi có mặt. Tóm gọn tên đầy tớ, hắn đã khai nhận tội của mình hết rồi. Đúng là kẻ lừa đảo. Đúng vậy á, nhà tiên tri cái gì chứ? Chỉ là lừa gạt lòng tin của mọi người thôi. Tôi xin tha tội cho tôi lần này. Không được, tội lừa gạt lòng tin của mọi người và gây ra những chuyện xấu xa phải trừng trị thích đáng mới được. Túi tiền bị đánh rơi. Thuở xưa, có hai anh em nhà kia được sinh ra trong một gia đình giàu có. Sau khi người cha qua đời, ông dặn dò hai anh em cùng nhau đi đòi một món nợ lớn ở làng bên, coi như tài sản ông để lại. Đây là 1.000 đồng tiền mà tôi nợ cha các cậu. Các cậu hãy cầm về mà chia nhau làm ăn. Dạ, cảm ơn bác ạ. Chắc phải chờ một lát nữa mới có thuyền về. Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Anh đem ta vào quán bên kia ăn tạm cái gì đó để chờ nha. Vâng ạ. Vẫn còn một ít thức ăn thừa, để anh mang ra sông thả xuống cho lũ cá ăn cho đỡ phí. 1.000 đồng tiền này nếu phải chia đôi thì chỉ còn 500 đồng. Giá mà có tất cả thì tốt biết mấy. Này anh, già đói quá, anh có thể cho già chó cơm thừa kia không? Thưa cụ, cho thức ăn này ít quá, làm sao đủ cho cụ ăn ạ? Tôi đã không có gì vào bụng mấy ngày rồi, dù có ít hơn thế nữa thì tôi cũng thấy ấm lòng. Tội nghiệp cụ quá. Cháu biếu cụ vài đồng, cụ vào quán cơm kia mà ăn một bữa cho no nha. Anh thật tốt bụng. Anh Tam, sao anh lại cho lão ăn mày này nhiều tiền thế? Kìa em, ông lão rất tội nghiệp, em nói thế làm cho ông cụ buồn lòng. Mà thuyền đến rồi kìa, mình đi thôi anh. Hơi đâu mà anh cứ lo những chuyện bao đồng thế chứ. Ôi trời ơi, túi tiền rơi mất rồi. Hả? Cái gì? Túi tiền rơi rồi sao? Chết rồi, làm thế nào đây anh ơi? Trời ơi, cả 1.000 đồng tiền chứ ít gì. Gia tài của cha để lại cho anh em mình đấy, sao em lại bất cẩn thế chứ? Em sẽ nhảy xuống sông tìm, nhất định sẽ tìm thấy túi tiền thôi. Anh định nhảy xuống ư? Sông này sâu lắm, có tìm cả ngày lẫn đêm chưa chắc đã thấy đồ, không chừng còn bị đuối nước mà chết đó. Không, chết em cũng phải tìm lại tiền cho anh. Thôi em, tiền đã mất rồi thì thôi vậy, anh không muốn mất thêm em nữa đâu. Tại em mà số tiền mới bị mất, anh hãy đánh chửi em đi. Thôi, em đừng trách mình nữa, việc đã rồi thì biết phải làm sao. Đúng là ông anh ngốc nghếch,
anh ta không thể ngờ rằng 1.000 đồng tiền này vẫn đang nằm trong tay của mình. Với số tiền này, mình sẽ tha hồ tậu trâu, tậu ngựa và nhiều thứ khác nữa chứ. Trời ơi, sao lại thế này chứ? Rõ ràng mình đã tráo đổi túi tiền thật và vứt túi chứa sỏi xuống sông. Sao bây giờ ở đây lại là túi sỏi chứ? Lẽ nào mình vứt nhầm túi tiền thật sao? Trời ơi là trời, tiền của tôi. Con cá này giá bao nhiêu vậy? 1.007 đồng tiền. Hả? Cái gì? 1.007 đồng tiền ư? Ông đùa đấy hả? Làm gì có con cá nào giá trên trời như vậy? Bán vậy thì chẳng ai thèm mua cá của ông đâu. Rất nhiều người đi qua hỏi mua cá của ông lão, nhưng ông lão đều bán với giá 1.007 đồng tiền nên chẳng có ai mua. Đúng lúc đó, người anh đi ngang qua, ông lão liền gọi vội lại. Này anh! Ông gọi tôi à? Tôi muốn bán con cá này cho anh. Anh có mua không? Tôi nghe cả chợ đồn, ông bán con cá này với giá hơn 1.000 đồng tiền. Làm sao tôi có thể mua nổi chứ? Người khác tôi bán với giá đó, nhưng với anh tôi chỉ bán 7 đồng tiền thôi. Anh nhất định phải mua nó. Này ở chợ, cứ có ông lão nài bán con cá này. Mình mang ra bếp làm món gì ăn đi. Chà, con cá này đang chữa hay sao mà bụng to thế? Mình ơi! Trong bụng nó có cái túi này nặng lắm. Mình vào đây mà xem. Trời ơi! Tiền! Sao lại nhiều tiền thế này? Đó chính là 1.000 đồng tiền mà hai anh em ngươi làm rơi xuống sông. Ta mang đến để trả lại cho nhà ngươi đó. Thật thế sao ạ? Ôi! Đội ơn ngài! Nhưng ngài là... Ngươi còn nhớ lão ăn mày được ngươi cho tiền bên bờ sông chứ? Chính là thần sông ta đây. Hôm đó, ngươi không chỉ giúp ta mà còn lấy thức ăn thừa của ngươi cho cá ăn. Ta rất cảm kích trước tấm lòng lương thiện của ngươi, vì vậy ta mới giúp ngươi giữ tiền. Khi túi tiền rơi xuống, ta đã sai cá nuốt vào bụng, rồi sai người biến thành ông lão bán cá, mang số tiền trả cho ngươi. Ôi, đội ơn thần sông! Tôi phải đi báo tin mừng này cho chú Tứ biết mới được mình ơi. Không được, ngươi có biết chính hắn đã tráo túi tiền thật với túi sỏi và âm mưu chiếm trọn túi tiền không? Sao có chuyện đó ư? Chú ấy dám làm vậy ư? Chính ta đã hóa phép trao đổi hai túi tiền lại như ban đầu, nên cái túi mà hắn ném đi mới thật sự là túi tiền. Hắn là một kẻ tham lam, lừa gạt huynh đệ. Vậy nên người không cần báo cho hắn biết, cũng không cần chia tiền cho hắn làm gì. Người xứng đáng được nhận hết số tiền này. Thôi, ta trả lại túi tiền cho ngươi, coi như hết duyên. Ngươi tự lo liệu đi. Đây là tiền cha để lại cho hai anh em. Tôi không thể lấy hết số tiền này được mình ạ. Mình không trách chú ấy sao? Chú ấy định chiếm hết số tiền đó đó. Dù sao chú ấy cũng là em ruột của tôi. Tôi tin sau chuyện này chắc chắn chú ấy sẽ hối cải và từ bỏ thói tham lam của mình. Mình đúng là một người có tấm lòng độ lượng. Thôi, để tôi nấu cơm nhanh cho vợ chồng mình ăn xong còn sang nhà chú Tứ nha. Ừ, mình nấu đi, tôi cũng đói lắm rồi. Tối hôm đó, người anh mang tiền sang cho người em. Nhận được tiền, người em vô cùng xấu hổ về hành động của mình. Anh hứa sẽ thay đổi, sống tốt hơn. Và từ đó, hai anh em đỡ đần nhau làm ăn và sống vui vẻ, yêu thương nhau đến cuối đời. Bài học từ mẹ. Con bé này, bảo đi vệ sinh mà lâu thế nhỉ? Cậu xem này, tớ lấy được bao nhiêu là khăn giấy. Cậu lấy khăn giấy nhiều như vậy để làm gì chứ? Để mang về nhà dùng chứ để làm gì? Giấy ở đây nhiều lắm, đẹp hơn giấy nhà tớ nữa. Ừ, đi nào. Mina, con có muốn ăn kem không? Dạ có ạ. Vậy thì con ngồi đây chờ mẹ nhé. Mẹ sẽ đi mua cho con. Dạ.
tiền của mình đâu rồi. Mina, con lấy trộm tiền của mẹ đúng không? Ừ, không ạ, con có lấy đâu. Nếu không phải con lấy, thì tại sao tiền của mẹ lại biến mất? Không phải con lấy mà, con không lấy thật mà. Con vẫn không nhận sao? Mẹ phải phạt con thật nặng mới được. Mẹ ơi, con không lấy thật mà, mẹ đừng phạt con, con bị oan mà. Vậy cô nhân viên ở nhà hàng fast food vừa rồi có bị oan không? Là sao ạ? Con lấy trộm hết khăn giấy của nhà hàng đó. Nếu ông chủ biết chuyện thì sẽ nghĩ cô nhân viên làm và sẽ trách phạt cô ấy. Như vậy chẳng phải cô ấy cũng bị oan sao? Ừ, sao mẹ biết là con làm ạ? Con làm nhưng người khác lại bị chịu phạt, cũng giống như lúc nãy. Rõ ràng con không lấy tiền của mẹ nhưng mẹ vẫn phạt con, thì con sẽ nghĩ sao? Con Mina, mẹ mắng con lấy trộm tiền của mẹ là mẹ sai, mẹ xin lỗi. Nhưng còn cô nhân viên của nhà hàng đó thì sao? Cô ấy sẽ bị phạt vì con đó. Con biết phải làm gì rồi chứ? Dạ, con biết rồi ạ. Bác ơi, cháu đã lấy trộm khăn giấy của nhà hàng và cho vào túi của mình ạ. Cháu biết cháu sai rồi ạ. Cháu xin trả lại hết. Cháu chưa dùng cái nào đâu ạ. Xin bác đừng phạt cô nhân viên. Không phải cô ấy làm đâu ạ. Thì ra là cháu làm chuyện đó à. Suýt chút nữa bác đã phạt cô nhân viên rồi đấy. Cháu xin lỗi ạ. Đây là túi bánh mà cháu thích ăn nhất. Cháu đã nhờ mẹ cháu mua ở siêu thị đằng kia đó ạ. Bác có thể gửi tặng cô ấy giúp cháu, coi như là lời xin lỗi được không ạ? Thế sao? Mẹ cháu nói, nếu túi bánh này không đủ, thì mẹ cháu sẽ đền tiền ạ. Được rồi, bác chấp nhận lời xin lỗi của cháu. Nhưng từ nay về sau, cháu không được làm như thế nữa. Cháu có đồng ý không? Dạ vâng ạ, cháu hứa. Bác hãy nhận lấy túi bánh này đi ạ. Bác ấy đã đồng ý nhận lời xin lỗi của con rồi. Con giỏi lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.